Hello, chị Lê xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh của chị Lê. Hôm nay là ngày thứ ba, 14 thay tháng 3 năm 2022. Đây là trưa thứ ba nha các bạn. Bên ngoài là hiện giờ là trời có mây và đang đổ tuyết. Nhiệt độ bên ngoài là hiện giờ là 35 độ F nha các bạn. 35 độ F, rất là lạnh. Hey. Hiện giờ bên ngoài là đang có tuyết nè, tuyết đang rơi các bạn. Đó, có may nha. Rồi, để mình quay lại cái máy computer. Thì đầu video mình xin chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ và bình an bên gia đình. Và khi các bạn xem cái video này xong, các bạn đừng quên nhấn nút like nếu các bạn thấy cái video này hữu ích. Ok, bữa nay thì mình chia sẻ cho tất cả mọi người một cái video nói về vấn đề lãnh tiền hưu trí về Việt Nam sống. Có bốn trường hợp sau đây mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn và các anh chị. Bốn cái trường hợp sẽ xảy ra. Cái trường hợp thứ nhất đó là bạn là công dân nước Mỹ và có đi làm việc có tín chỉ. Trường hợp thứ hai là bạn không phải là công dân nước Mỹ nhưng mà có làm việc, thế là có tín chỉ các bạn. Cái trường hợp thứ ba là bạn là công dân nước Mỹ nhưng mà bạn vợ hoặc chồng đó, hưởng cái quyền lợi của vợ hoặc chồng, tín chỉ làm việc á. Thứ tư là bạn là công dân nước Mỹ nhưng mà hưởng cái quyền lợi tín chỉ của vợ hoặc chồng hoặc là cha mẹ. Rồi mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn cách tự tìm và để kiểm tra bản thân của mình có thể lãnh tiền hưu đó về Việt Nam sống hay không. Thì mình có một cái trang web đây nè, mình mới tìm ra không. Và sau đây mình sẽ giải thích cho tất cả các bạn, hướng dẫn. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn và các anh chị cách tự kiểm tra cái quyền lợi của mình trên cái website này, và rất là dễ dễ làm nha. Ok, xin mời các bạn. Ok các bạn, xin mời tất cả các bạn theo dõi cái máy computer mình nha. Mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn và các anh chị cách tự điền vào cái form của tiền an sinh xã hội ấy, theo xem sao mình có thuộc vào cái loại diện nào và mình có đạt được điều kiện hay không. Thì trước tiên các bạn vô website không, xong rồi các bạn vô website, sau các bạn đánh vô cái chữ gọi là payment above screening tool đó, đánh vô đây thì nó ra cái trang mới. Thì cái trang mới này các bạn vô cái dòng đầu tiên á, là nó gọi là International Programs Payment Outside the United States. Mình bấm vô đây. Sau khi mình bấm vô đây rồi, nó ra cái trang của cái an sinh, trang an sinh xã hội nha, là Social Security nè đó. Các bạn đi xuống rồi các bạn điền vô cái form á. Ở đây nè, nó sẽ hỏi cho các bạn, nó xuống ở phần phía dưới các bạn kéo xuống, gọi là có kế hoạch, có cái định dự định kế hoạch đi ra ngoài nước Mỹ sống hay không. Và trong đó gồm có 5 tiểu bang nước Mỹ nè, rồi một cái chỗ là ở bên District of Columbia, ở bên Columbia nè, đảo Guam nè, Puerto Rico nè, ở bên nước Puerto Rico đó, rồi cái nước một cái đảo, hòn đảo của Virgin Virgin Island nè, rồi đảo này nè, American Samoa hoặc là Northern Mariana Island đó. Thì các bạn trả lời có nha, tại vì mình đang sống ở nước Mỹ á, mình trả lời yes, bấm vô continue. Rồi nó hỏi nè, cái trang kế nó hỏi nè, payment outside United States không, hỏi là are you a United States citizen, tức là bạn có phải là công dân nước Mỹ hay không. Thì mình trả lời yes nha, vâng, continue nè, bấm vô. Rồi mình đang hưởng tiền an sinh xã hội hay không, đó là retirement payment nè, mình suggest nha, tại mình đang hưởng mà. Nếu mà các anh chị nào đang hưởng cái tiền an sinh xã hội ấy, mình đề vô yes, continue nè. Rồi đây nó hỏi nè, cái quốc gia nào các bạn có thể đi tới để sống á, thì mình sẽ bấm vô cái hàng này, mình kéo xuống là Việt Nam nha, kéo xuống đây mình tìm cái chữ Việt Nam.
Đây. Đây Việt Nam này nè các bạn. Đó, bấm vô. Mình continue nha. Rồi nó hỏi tiếp nè. Nè, đây nó trả lời nè các bạn. Đây là nếu mà nếu là bạn công dân nước Mỹ và bạn đang hưởng cái quyền lợi an sinh xã hội thì bạn có thể sống ở nước Việt Nam. Đó, là được nha. Và các bạn nếu mà công dân nước Mỹ và đang hưởng cái tiền an sinh xã hội thì ok. Giờ mình sẽ đi trường hợp thứ hai. Start over nè. Đó, mình kéo xuống đây. Nó hỏi nè. Bạn muốn như câu hỏi trước á, bạn có mình hiện giờ đang sống nước Mỹ gì? Các bạn anh chị nào đang sống nước Mỹ thì ở đây. Mình trả lời yes nha. Continue. À, trường hợp thứ hai nãy mình nói bạn có phải là công dân nước Mỹ hay không, mình nói no nha. Đó, continue nè. Mình đang các bạn nào đang các quý vị nào đang hưởng tiền an sinh xã hội á, trả lời yes nha. Mình trả lời yes, continue. Cái nơi nào mà bạn muốn tới ở á, thì mình trả lời là Việt Nam luôn. Hey. Việt Nam, tao à, đây Việt Nam đây. Continue nha. Chọn cái nước nào? Mình là công dân nước Mỹ, là công dân nước nào? Tại vì mình không phải là công dân nước Mỹ thì mình là công dân nào? Đương nhiên là mình công dân nước Việt Nam rồi. Tại mình sinh sinh ra ở Việt Nam. Đó. Đây mình sẽ điền vô Việt Nam. Bấm nút continue. Are you currently military or naval service of United States? Mình chọn đây là không nha. Tại vì thông thường đó là ít người Việt Nam người ta vô cái dịch vụ quân đội lắm. Mà cũng có một số số trường hợp người ta làm việc trong quân đội á. Nhưng mà trường hợp đây mình trả lời là no nha. Đó. Ở đây là các quý vị nào đang hưởng cái tiền an sinh xã hội cho tháng 12 năm 1956? Mình nói no nha. Cái quyền lợi đó. Ok, mình nói no nha. Tại mình cái gì nào mà không phải thì để no. Mình để no vô đây. Và xong rồi mình bấm nút continue. Đây. Nếu mà các bạn làm cho là công nhân của cục đường sắt. Thì ở đây mình không có đề nha. Công nhân cục đường sắt á, thì được bảo vệ cho bởi cái tiền an sinh xã hội nha. Thì ở đây á, là phần đông là ít ai làm trong cục đường sắt lắm, mình để no luôn. Rồi, đây nó trả lời nè các bạn. Nếu mà các bạn để đi ra ngoài khỏi nước á, sau 6 tháng mà liên tục á, thì các bạn sẽ bị chấm dứt cái tiền lãnh tiền an sinh xã hội nha. Cái tiền an sinh xã hội sẽ bị cắt đi. Đó, đây nè. Your Social Security payment will stop after you have been outside the United States for 6 consecutive calendar months. Đó. Nó nói rõ ràng vậy mà. Các bạn ra ngoài khỏi ngoài nước sau trong vòng 6 tháng liên tục đó, thì các bạn sẽ bị mất cái tiền an sinh xã hội. Đó, các bạn nên lưu ý nha. Bây giờ mình sẽ đi tới cái trường hợp thứ ba. Start over nè. Rồi, xuống đây. Thì bạn trả lời yes nha. Cũng giống nãy như cái trường hợp thứ nhất thứ hai á, hỏi đó mình trả lời yes, ok, continue. Mình có phải là công dân nước Mỹ hay không? Yes, continue. Có đang hưởng quyền lợi cái tiền an sinh xã hội chính bản thân mình làm ra mình đề nô nha, tại vì cái trường hợp thứ ba là không có mình không có làm việc, tức là không có tín tín nhiệm, mình chỉ cái người mà là công dân nước Mỹ nhưng mà hưởng cái tiền tín nhiệm bởi cái người vợ hoặc chồng thì ở đây mình sẽ để no nha các bạn. Continue. Các bạn mà đang hưởng cái tiền disability là tiền tiền hưu trí từ vợ chồng đó, từ vợ chồng nè, vợ hoặc chồng đó thì để yes nha. Sống ở nước nào, muốn sống ở nước nào? Thì nước Việt Nam. Việt Nam mình điền ở đây là Việt Nam. Continue. Rồi ok, đây nó trả lời nè các bạn.
Ok, nếu mà các bạn là công dân nước Mỹ mà đang hưởng tiền trợ cấp của lãnh cái lương tín nhiệm của vợ hoặc chồng đó, thì các bạn có thể tiếp tục là hưởng cái tiền đó nha, các không sao á, ok đó. Thì đó, thì trường hợp này dành cho những ai là công dân nước Mỹ và lãnh cái tiền an sinh xã hội từ vợ hoặc chồng, và nếu mà vợ hoặc chồng có tính có cái tính tín chỉ từ công ăn việc làm thì ok. Rồi giờ mình đi cái trường hợp thứ tư. Trường hợp thứ tư này các bạn là nó cũng hỏi giống trang vậy luôn đó, là các bạn sống ở nước Hoa Kỳ hoặc là những cái đảo này nè, đó đây yes nha, continue. Trường hợp này là không phải dân công dân nước Mỹ nha, đề no continue. Các bạn đang hưởng cái tiền an sinh xã hội từ từ chính bản thân mình không, đề no nha, thì no, tại vì mình đang hưởng cái tiền của vợ hoặc chồng, continue vô. Bạn đang hưởng cái tiền 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 cái tiền à, tiền về hưu á, tiền hưu trí từ vợ hoặc chồng hoặc là cha mẹ, rồi mình để vô yes nha, continue vô. Bạn hưởng cái quyền lợi hồi tháng 1, 1 tháng 1 năm 1985, say no nha các bạn, say no, tại vì bạn qua Mỹ cũng mới đây thôi, cũng không lâu gì mấy. Cái kế đó là các bạn là một các bạn có làm trong quân đội hay không, mình đề đây là không nha, hoặc là bị thương đó, trong quân đội là không nha. Các bạn có phải là công dân của những nước này không trên cái survey nè, và có phải là công dân của những nước này không, thì đề no nha, tại vì trường hợp này là không có, thì no. Các bạn muốn có kế hoạch đi tới những cái nước này hay không, không nha, thì không vô, tại không, đây không có nước Việt Nam. Bạn sống ít nhất 5 năm tại Mỹ và đang hưởng cái quyền lợi từ vợ hoặc chồng về cái tiền an sinh xã hội á, để có nha, rồi yes á, thì continue vô đây. Bạn nước nào, bạn muốn tới nước nào để sinh sống, thì tới nước Việt Nam, tới nước Việt Nam nha, continue. Nếu mà bạn là không phải là dân công dân nước Mỹ thì đương nhiên là bạn công dân nước Việt Nam rồi, mình để vô Việt Nam vô đây, có Việt Nam đây, bấm nút continue. Các bạn có phải là bạn đang làm dịch vụ quân sự, tức là bạn đang là lính Mỹ hay không, có làm việc cho cái dịch vụ quân sự quân đội trong trong nước Mỹ hay không, không nha, mình đề lên không. Các bạn có lãnh tiền an sinh xã hội tháng 12 năm 1956 hay không, mình sẽ đề không nha. Các bạn có hiện hưởng cái quyền lợi của cái cục đường sắt hay không, không nha các bạn. Ok, nó trả lời đây nè, bạn sẽ bị cắt cái quyền lợi an sinh xã hội sau 6 tháng các bạn, nếu mà các bạn đi ra ngoài khỏi nước sau 6 tháng liên tục đó, thì các bạn sẽ bị cắt cái quyền lợi đó đó. Ok các bạn, đó là bốn cái trường hợp mình mới chia sẻ cho tất cả các bạn và các anh chị. Các bạn và các anh chị có thể tự mình kiểm tra cho mình vào cái trang web của Social Security nè, nãy mình mới chia sẻ xong đó các bạn. Ok các bạn, Chi Lê vừa mới chia sẻ cho tất cả các bạn cách tự kiểm tra quyền lợi của tiền an sinh xã hội khi mình rút ra mình về Việt Nam sinh sống. Đó là bốn trường hợp có thể xảy ra. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ những nút like ủng hộ kênh của Chi Lê nha. Chi Lê xin chấm dứt video này đây và xin hẹn gặp các bạn vào những video hấp dẫn kế tiếp. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và bình an bên gia đình. Chi Lê TV, bye bye.